gì vậy? Ba đang rau cứu chị. Ba ăn rau cái gì? Ba ăn rau cứu trường. À, ăn cơm có cơm, ăn rau có thịt nè. Ba biết ăn rau không? Rau. Ba ăn sao? Ba ăn sao, ba ăn cho các bạn xem nào. À, ba xúc cơm mà, xúc cơm một miếng nhỏ nhỏ thôi. Tiếng bự quá là đổ nha. Bạn thấy chén cơm đó không? Bạn thấy nè. Hết. Dạ hết. Hết. Ui, giỏi quá. Ăn rồi còn quặn quặn rau trong miệng nữa chứ. Ngon không? Ba ăn cơm với những rau gì đấy? Ăn cơm nấu. À, cơm mẹ nấu nhưng mà rau gì ba biết không? Cơm mẹ nấu. À, rau xà lách. À, ba ăn rau xà lách với thịt gà này các bạn. Thi với nhau à? Ủa, bạn ba ăn từ từ thôi nghe, múc miếng nhỏ nhỏ thôi nghe bạn ba. Rồi xong rồi lát nữa hai anh em ăn canh đây nữa. Canh đây là ăn canh ổ qua dùng thịt nè. Để múc cho bạn ba miếng canh nghe. Mình thấy ổ qua là ổ qua mà lục trắng à? Đây rau ba đấy. Đâu mình lục rồi. Để cái bí nó mẹ, để cái ổ qua nó mẹ cắt cho. Nhưng mà vẫn ngon. Đang tí thôi, ăn bánh cho nó mát. Đúng không con? Dễ ăn. Ba dễ thương quá. Tự bỏ rau vô luôn à, cắt nhỏ ra nữa hả ba? Cái nhỏ luôn. Thôi vừa vừa thôi, ăn miếng nào mình ăn. Thank you.
Ba ăn được gì em? Ba ăn ở đâu? Ba đâu có nhận cái gì đâu. Đúng không ba? Nhưng mà cũng phải ráng ăn. Dạ chứ. Đấy. Ba ăn nè. Chén cơm nè. Chén canh nè các bạn. Ba xích cái chén canh vô bạn ơi. Bữa cơm gia đình của bạn Ba rất là đơn sơ. Chỉ có 3 món thôi. Một món canh nè, một món thịt gà kho nè, và một món rau sống nè. Rau sống thì các bạn nhỏ chỉ ăn rau xà lách thôi. Đấy, bạn Ba ăn rau xà lách vô. Ngon quá. Nhà mình chỉ có con mèo là nó không ăn rau thôi hề Ba hề. Còn Ba là Ba ăn hết luôn đúng không? Ba ăn bên nhai xong rồi Ba xúc một muỗng canh nè. Bạn sắp thấy canh nào đó ôm vô nghe. Gì vậy? Cái rau bị sao vậy? Cái rau bị dè. Dè hả? Bạn ăn canh đậu qua nè. Cục canh đậu qua giỏi lắm luôn á các bạn. Múc muỗng vừa vừa thôi để cẩn thận nha. Wow, ngon quá. Hay ghê. Ừ, xích lại. Xích hai cái chén lại tí. Đúng rồi. Mình sẽ ăn củ qua tiếp. Chù bạn Bi bên đây cũng ăn củ qua nữa nè. Một cục củ qua bự luôn á các bạn. Nó ngon. Ừ, mẹ nấu củ qua rừng củ cái quả nhỏ nhỏ nhỏ. Ô mẹ, ăn cái này nè mẹ, cái rau nè mẹ. Đúng rồi, ăn cái ngọn rau á con. Đâu cái ngọn rau. Ôi trời. Giỏi dữ ba, ăn rau giỏi dữ ba. Cái chạy đâu rồi, cái chỗ chay. Đúng rồi, cái ngọn này. Ăn được không? Ăn được. Cái này ra.
bài xúc một muỗng cơm với thịt vô. Ngon quá các bạn. Bà xúc thêm miếng cơm vô nữa là ngon hơn. À, kệ nó đi. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe. Tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.